Chào quý vị và các bạn. Trung Bộ nắng nóng nhiều nơi trong những ngày tới. Tây Nguyên có mưa nhiều đến hết tháng 7, sau đó thì mưa giảm. Trung Bộ dự báo ngày mai nắng nóng vẫn sẽ xảy ra trên diện rộng. Trong đó thì từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, mức nhiệt cao nhất trong khoảng từ 36 đến 38 độ C. Thời gian nóng nhất là từ 11 đến 17 giờ. Còn tại Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Thiết, 31 đến 34 độ C. Về chiều tối thì mưa dông có thể xảy ra vài nơi và rất nhanh. Thừa Thiên Huế dự báo có nắng trong cả 7 ngày tới đây, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ C. Riêng thứ 5 và thứ 6 tuần sau thì nhiệt độ có thể chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa dông trong ngày mai, nhiệt độ cao nhất tại Kon Tum, Pleiku, Gia Nghĩa, Buôn Ma Thuột từ 25 đến 29 độ C. Gia Lai có mưa nhiều trong ngày mai, mưa sẽ xuất hiện bất cứ thời điểm nào trong ngày. Chủ nhật đến thứ tư của tuần tới thì mưa sẽ xuất hiện về chiều tối. Hai ngày thứ năm và thứ sáu mưa giảm hẳn, trời nắng từ sáng đến chiều với mức nhiệt trong khoảng từ 26 đến 27 độ C. Đây là lúc thích hợp cho những kế hoạch du lịch. Về đêm trời chuyển se lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo tiếp tục có những cơn mưa xuất hiện về chiều trong cả 7 ngày tới đây. Trong 3 ngày tới, mưa xuất hiện với lượng khá và có thể đến sớm, nguy cơ ngập úng ở những khu vực trũng thấp. Sáng đến trưa là lúc trời nắng, nhiệt độ cao nhất là 31 đến 32 độ C. Những ngày sau đó, mưa giảm cả về diện và lượng, nắng mạnh, nhiệt độ tăng lên 34 độ C, cảm giác khá nóng. Với thủ đô Hà Nội, dự báo ngày mai tiếp tục nắng mạnh, nhiệt độ cao có thể lên tới 37 độ C. Di chuyển ngoài đường, quý vị có thể cảm thấy rất rát da. Những ngày sau thì mưa sẽ lại xuất hiện, đáng chú ý nhất là vào thứ hai và thứ tư. Mưa có thể xuất hiện dồn dập, gây ngập úng ở những khu vực trũng thấp. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.